Nay là ngày 1 tháng 5. Nay là ngày 1 tháng 5 năm 2015 dương lịch. Ở ngoài khu Cáo Rồng và khu Tràm Chim thì có lẽ đây là những mảnh rừng cuối cùng còn sót lại của Đồng Tháp 10. Bởi vì với sự khai khẩn đất đai của con người thì sự hoang hóa của Đồng Tháp 10 ngày càng thu hẹp lại. Và đây có lẽ là những khu, những dải gò, rồng, vũng, đầm hoang cuối cùng của Đồng Tháp 10 còn sót lại. Đặc biệt là sau khi nhà nước mở con đường Hồ Chí Minh, mặt đường 7m, nền đường 9m xuyên qua Đồng Tháp 10, nối từ mạn Tân An đi về Cao Lãnh. Tôi không chắc là lần sau quay lại thì cái cảnh này nó còn lại không, bởi vì tôi đi con đường dài mấy chục cây số, 40-50 cây số từ Cao Lãnh về đến Mỹ Phước của Tiền Giang thì hai bên gần như là san sát nhà cửa rồi, và không còn nhận ra đâu là Đồng Tháp 10 hoang vu ở trong cuốn 7 ngày trong Đồng Tháp 10 của Nguyễn Hiên Lê, cũng như là trong bộ phim Cánh Đồng Hoang của kịch bản của Nguyễn Quang Sáng và đạo diễn Hồng Sền, với các diễn viên nghệ sĩ nhân dân Lâm Tới và Thúy An. Trước mặt quý vị là cuốn 7 ngày trong Đồng Tháp 10 của Nguyễn Hiên Lê. Đọc cuốn sách này thì quý vị sẽ nắm rõ được ngày xưa Đồng Tháp 10 như thế nào. Còn bây giờ thì như quý vị nhìn thấy đây, đây có lẽ là những cái cây tràm cuối cùng của Đồng Tháp 10 rồi. Tất nhiên là trừ khu Tràm Chim và khu Giáo Gồng và khu Xẻo Quýt. Có vẻ như khu Xẻo Quýt thì còn giữ lại được khá nguyên sơ. Còn Tràm Chim và Giáo Gồng thì cũng được trồng bổ sung rất nhiều cây tràm rồi. Như đây quý vị có nhìn thấy. Vâng, những cây tràm với những cây dây leo chẳng chịt. Có thể đấy là những cây tràm cuối cùng, cây tràm ngày xưa của Đồng Tháp 10 còn sót lại. Biết làm sao được, nhưng mà cuộc sống luôn luôn sẽ phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Thật may mắn là khi tôi đây đi trên đường nắng lôi, nắng nực trên con đường xuyên Đồng Tháp 10, con đường mới mở, thì đi qua chợ Đường Thét, nằm giữa chợ Đường Thét và Mỹ An, thì tôi gặp một cái ngách như thế này. Và tôi nghĩ rằng đây có lẽ là cái khu hoang sơ cuối cùng của Đồng Tháp 10 còn sót lại, trừ những khu bảo tồn về Đồng Tháp 10 ở gần Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác ở Tân Phước, cũng như là khu du lịch Tràm Chim, khu du lịch Xẻo Quýt, khu du lịch Cáo Rồng. Đây có lẽ là những cảnh xưa cũ của Đồng Tháp 10 cuối cùng còn sót lại. Thế nhưng mà trước mặt quý vị đã thấy là ngôi nhà mới được xây rồi, ở trên con đường xuyên qua Đồng Tháp 10, tạo sự thuận tiện cho người dân. Con đường vừa mới làm được hoàn thành trong một thời gian ngắn thì nhà cửa hai bên đã mọc lên san sát rồi. Cảm ơn quý vị.